Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng chủ nhật ngày 28 25 tháng 8 ngày thứ 914 cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Ủa, cuối tuần giọng nó khê và quý vị ạ, bây giờ sắp đến ngày và quốc khánh mùng 29 rồi. Không khí trên đường phố có vẻ rất sum tụ, nhà nhà bây giờ ngày xưa ngày xưa thì treo cờ nhưng mà bây giờ treo cờ vẫn chưa đủ mà phải sơn cửa, sơn xe, <laughs> sơn các loại cờ đỏ Việt Nam tung bay khắp các ngã đường. Và chúc quý vị có những ngày lễ trọng đại nhất của đất nước và một những ngày hân hoang, tràn đầy niềm vui, nhiều năng lượng. Chúng ta sẽ đến với lại chiến cuộc Ukraine như vậy là uh, ngày 25 đã hết ở Ukraine rồi, mặc dù nó còn vài tiếng ở chiến trường nữa. Nhưng đến thời điểm này thì vâng chưa có thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của một cái đợt tấn công trên quy mô lớn của người Nga. Điều này thì tôi thấy rằng là những cái sự chuẩn bị đó thì nó là một cái nhìn mà cái biểu hiện nó mười mươi thôi thế và uh, sự chuẩn bị cũng như những hiện tượng những nguyên nhân và những cái uh, tất cả những lý do đều cho thấy rằng chắc chắn có vụ đó, nhưng mà hôm qua nếu chúng ta ngồi suy xét lại chúng ta thấy có những sự kiện mà nó sẽ không xảy ra. Thứ nhất là ông Modi, Thủ tướng Ấn Độ, một cái người bạn của người Nga à, và ông ấy đã có thể nói là coi Nga là một cái người bạn lớn nhất khi mà ông ấy vừa mới trúng cử nhiệm kỳ mới thì ông ấy đã bay đến Moscow và ông ấy gặp Putin rồi, đúng không ạ? Và lần này thì ông đã đến đúng Ukraine vào thời điểm mà quốc khánh của nước này, thời điểm có sự kiện Kurs và thời điểm mà có thể nói là cái chiến cuộc nó đến một cái mức độ căng thẳng chưa từng thấy, đúng không ạ? Thế nhưng đây là một cái lý do mà tôi nghĩ rằng vì lý do này thì Nga đã sẽ không thể tấn công được. Vì hôm nay họ vẫn còn đọc tuyên bố này, tuyên bố nọ chung của giữa Ấn Độ và Ukraine. Thế còn thứ hai nữa thì chúng ta cũng biết rằng là hôm qua có một cái vụ trao đổi tù binh ở biên giới. 125 người đổi 125 người dưới sự trung gian hòa giải của Qatar. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng là những cái hành động đó là những động thứ nhất là nhân đạo thứ hai là hòa bình thiện trí đúng không ạ cho nên là sẽ không có vụ tấn công nào đối với ukraine là chuyện đương nhiên thôi thực tế thì ai chứ còn nếu mà ông modi đến uh, kiev thì chắc chắn là putin sẽ không tấn công cái đấy tôi có thể khẳng định luôn thế nhưng có một người mà có lẽ là nước nga sẽ tấn công rất nhiều nếu ông trên đường đến kiev Tất nhiên là tấn công để mà mang tính chất là vàng để cho nó mang nhiều tính chất đúng không ạ? Đó là Tổng thống Andrew Duda của Ba Lan và như tôi nói là tấn công để tấn công thôi chứ không phải là để tấn công để mà tìm cách để mà ám toán các nhà lãnh đạo. Một là đó là một cái việc làm sai trái đúng không ạ? Không hợp lòng người, không hợp lòng trời, không hợp uh, lẽ phải thường tình vân vân. Thứ hai quan trọng hơn đó là những nhà lãnh đạo đấy cứ để đấy để người ta báo hại đất nước thì còn tốt hơn nhiều tuy nhiên cái tuyên bố của hai nhà lãnh đạo này thì rất là khác nhau điều này chúng ta luôn thấy uh, những năm gần đây của thế giới brics và của thế giới phương tây thứ nhất là ông modi ông đã đến để gặp ông zelensky và hai bên đã trao qua những cuộc uh, trao đổi thì ấn độ không có viện trợ cho ukraine cái gì liên quan đến vũ khí hay vũ khí sát thương hay là bảo hộ bảo gì đó uh, có lẽ là nhân đạo thì ấn độ có thể làm cái gì đó nhưng mà tôi không biết chắc là không Thế nhưng mà Thủ tướng Ấn Độ thì chúng ta biết là họ đại diện cho một cái quốc gia mà có thể nói là lành nhất thế giới, đúng không ạ? Họ đến và họ ra những cái tuyên bố về việc là chiến cuộc cần phải chấm dứt, rồi tôn trọng những cái luật pháp quốc tế, rồi vấn đề nhân đạo, rồi luật tội ác chiến tranh phải tránh cái này thì kiên vật. Nói chung là những thứ mà Ấn Độ thường nói và cũng rất giống như những cái quốc gia của bán cầu phương Nam thời gian gần đây. Thế nhưng mà có một cái sự tương phản, nó cũng chính là tương phản thời gian gần đây của các nước phương Tây đó là cũng cái ngày độc lập của ukraine thì ông duda thủ tướng ba lan tổng thống ba lan ông đã đến và ông nói với người ba ukraine rằng là chắc chắn là cuộc chiến này ukraine sẽ chiến thắng đấy ông ấy nói như vậy à, phương tây mà nói như vậy thì không phải là vì chiến thắng hay là hòa bình mà cơ bản là người ta muốn đốt những cái nguồn lực cuối cùng của ukraine để mà làm suy yếu nước nga suy yếu kẻ thù của họ đúng không ạ và ngăn cho nga không thể tiến tới biên giới của ba lan chứ còn một người có một cái đó bình thường đặc biệt là một người biên giới của ukraine thì phải hiểu rất rõ cuộc chiến này đối với lại ukraine không thua đã là một may mắn còn nếu mà để thắng thì thực sự nó là quá khó đúng không ạ thế nhưng mà ông ấy nói chắc chắn là sẽ chiến thắng ngày hôm qua thì ông bộ trưởng bộ ngoại giao anh nói là chắc chắn là chiến thắng và cứ đánh theo kiểu cus là sẽ chiến thắng và putin thì đang run sợ đang lung lay hay sụp đổ gì đó còn báo anh thì nói rằng là ukraine đã tìm được một lẽ sống một lẽ chiến thắng đấy duy nhất đó là cái cách đánh theo kiểu vùng cus có nghĩa là sẽ tổ chức những cái cuộc đột kích xuyên qua biên giới rồi vân vân nữa Và chúng ta cũng biết đến ngày hôm nay tổn thất Ukraine ở vùng Kursk này Từ khoảng độ 5.000 đến 6.000 có nghĩa khoảng 5.500 Xe cộ tầm 500 Tổn thất vô cùng lớn Tiền bạc đốt bao nhiêu không biết bao nhiêu mà kể đúng không ạ Đấy, Thế nhưng rõ ràng tiền đó là tiền phương Tây viện trợ thôi Nhưng mà chúng ta cũng biết là cuối cùng thì những người dân Ukraine Đất nước Ukraine thì đều phải là gánh những gánh nặng đó nó chỉ có hình thức này hình thức kia nó không có bữa trưa nào miễn phí cả đúng không quý vị thế nhưng mà họ đang tâm họ nói rằng chắc chắn là thắng ở đây tôi nói một cách công bằng nhé nếu như họ đứng về phía ukraine thì họ phải nói rằng là chúng ta phải tiến hành những chiến dịch này chiến dịch kia mang tính chất là tính toán thận trọng và cái này cái nọ và kẻ thù nó mạnh phải biết thế này thế nọ nhưng mà đây những người phương Tây họ chỉ có nói mỗi cái điều là Ukraine sẽ chiến thắng thôi chứ họ không có nói rằng là quân Nga mạnh hay là quân Ukraine yếu hay là cái điểm yếu điểm mạnh của hai bên như thế nào. Có thấy có thể nói rằng là thế giới phương Tây họ đang ở một trong giai đoạn nó khá là cùng cực đúng không ạ? Để mà họ thuyết phục bằng được cái gọi là cái sứ mệnh của Ukraine là tiếp tục hy sinh để chiến đấu vì họ và có có lẽ cũng vì lẽ đó mà chúng ta thấy rằng ngày hôm qua thì ông Zelensky ông đã có những cái bài phát biểu mang tính chất là gần như là một kẻ chiến thắng rồi đúng không quý vị. À, những không khí trong bài phát biểu nó rất là u ám, nó rất là dọa người, nó rất là như kiểu Ukraine đang có một cái thế lực gọi là siêu nhiên bóng tối là đứng đằng sau mà chuẩn bị tung ra một cái đòn kết liễu gì đó đối với Nga. Vâng nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại một vấn đề đó là tất cả các nước BRICS thì nói về chiến cuộc toàn nói về vấn đề tìm hiểu tìm cách để mà thương thảo hòa bình còn tất cả các quốc gia phương tây thì đều thúc đẩy ukraine để tìm cách kéo dài cuộc chiến với một cái uh, gọi là cái rừng mơ đúng không ạ giữa sa mạc đó là chiến thắng không còn bao xa mỗi một câu nói như vậy sẽ cướp đoạt đi hàng trăm nghìn mạng sống của ukraine như vậy thì không có một hoạt động tấn công chiến thuật trên quy mô lớn, trên quy mô chiến dịch mà chúng ta chỉ thấy một cái vụ của Nga tấn công vào cái đảo rắn ở đây. Và cái thông tin này khá thú vị, đó là Nga đã mang Su-57, Tu-22 và tên lửa caliber tên lửa Onyx tức là dòng tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình nhé để tấn công vào đảo rắn và có cả máy bay tàng hình của họ nữa. Thì hôm nay chúng ta biết thêm thông tin là cái đảo rắn này là một đảo mà hôm qua Ukraine, Nga đã phát hiện ra Ukraine đã tập trung một lực lượng quân đông đảo ở khu vực này. Và người ta cho biết rằng là nó đến từ biên giới của Rumani. Đấy, có nghĩa rằng là nó có một cái lực lượng của NATO tập trung ở đây vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là nga đã tiên hạ thủ vi cường đúng không ạ đánh đòn phủ đầu bởi vì họ đoán rằng ukraine có thể tổ chức tấn công vào một vài chiến dịch nào đó liên quan tới kimboi, uh, Tendra hay là tanka tớt và sau đó thì chúng ta không thấy thông tin nào nữa trước đó ukraine nói rằng chúng ta đang đón chờ tin vui à, nhưng bây giờ thì cũng chưa có một cái tin vui nào đối với ukraine còn tin buồn ở miền đông miền bắc thì vẫn tiếp diễn sau đó thì Nga đánh vào một cái trại lính, nhà không phải một trại lính mà một cái như kiểu là một cái khách sạn ấy. Khách sạn chính xác là khách sạn Sapphire. Khách sạn Sapphire, và khách sạn Sapphire thì có nghĩa rằng nó là một khách sạn khá hoành tráng, đúng không ạ? Ờ, ở vùng Kramatorsk thủ phủ của vùng Donetsk, Ukraine đang kiểm soát. Và ở đó thì là nơi triển khai quân của binh đoàn quốc tế đang chiến đấu ở tuyến Adipka và tuyến Bakhmut. Còn người dân sống ở vùng Sumi thì nói rằng Ukraine đang hành quân tụ tập ở khung quanh khu vực Sumi và sát biên giới, chứ không chỉ là khu vực tỉnh lỵ nữa. Và hệ thống phòng không của Ukraine để dọc khu vực dân cư rất nhiều. Đấy, người ta, những người thân Ukraine còn nói chửi bậy âm lên là sáng nay đã thấy hệ thống phòng không của Ukraine bắn chặn những UAV trên bầu trời của phía Nga và rơi xuống cả những khu dân sự và họ nói rằng là không ngờ là chính phủ lại đặt cái hệ thống phòng không ở ngay sát khu vực người dân như vậy. Đây là một cái nó mang cái tính chất vi phạm các cái công ước chiến tranh. Nhưng mà thôi, đây nó là cuộc chiến mà, đúng không ạ? Thế còn thông tin về chiến dịch vùng Kursk thì đến thời điểm này vùng biên giới ấy, thì chúng ta có thể thấy là những diễn biến về mặt tổng quan thì nó như thế này. Đó là um, uh, ông Siski đã sau khi nhận được quân hàm tướng quân thì đã thông báo cho ông Zelensky, ông Zelensky rằng là bây giờ thì cái tình hình binh lực ở đây đã khá là hao binh tổn tướng và muốn tiến xa hơn tới nhà máy điện hạt nhân Kucharov hay là thành Riske hay là vượt qua các cửa ngõ Korenene hay là đánh phá tan các cụ Malaya, uh, Chesakoe hoặc là mở rộng địa bàn Suda đánh chiếm Martinovka thì phải thêm quân. Và người ta đang uh, nói về việc là Ukraine đã đưa nhánh quân đợt thứ ba lớn vào trong vùng Sumy. Đấy, và đã bắt đầu triển khai quân có lẽ là những cuộc giao tranh chiến uh, lớn đang diễn ra đúng không ạ đang diễn ra bởi vì nó sẽ rất gần với biên giới của họ thì cái điều này nó cũng rất khớp với những gì mà chúng ta thấy trong những ngày vừa đây không tin chiến lược, chiến thuật, chiến địa cho thấy rằng Ukraine đang đặt thêm cược vào khu vực này. Họ đã đưa lên thêm lữ đoàn 21 cơ giới là một cái lữ đoàn là chủ công rất mạnh về trang thiết bị và đội quân luyện của phương Tây và rất nhiều các đơn vị khác nữa. Hệ thống phòng không dày đặc, hệ thống hỗ trợ tác chiến điện tử, các lực lượng UAV đưa lên, đúng không ạ, HIMA, rồi là các loại vũ khí xịn sò nhất cũng được điều lên trên tuyến này à, như vậy là chúng ta thấy rằng là về chiến cuộc này nó không cái từ mà chúng ta nói về tất tay nó không phải là một cái gì nó quá gọi là là, là, là kiểu thổi phòng nữa mà nó thật đây quý vị ạ hôm nay thì ông zelensky ông nói như thế này ông ấy nói rằng là cái mục tiêu mà tiến công vào sumi thì không phải là để đánh chiếm sumi mà vào đấy để thứ nhất là phòng thủ sumi à xin lỗi tấn công vào vùng cớp là để phòng thủ Sumi cái này thì tôi đồng ý về mặt quân sự là đúng là phòng thủ chúng tôi đã từng vẽ cùng quý vị rồi nếu như mà Ukraine mà họ có thể là phẳng được cái trận địa từ đây lên tới cái khu vực này tức là như thế này ấy, thì họ sẽ có khả nói họ sẽ có một cái sự một cái đối sách đối kháng đúng không ạ một cái kế đối kế đối với lại một cái chiến dịch nào đó của Nga trong tương lai khi mà Nga sẽ khai thác những cái gọng kìm này để tấn công vào Sumy. Thì bây giờ nếu họ chiếm được hai cái vùng này và củng cố được cái vị trí ở đây thì có thể nói là họ hóa giải một cái phần lớn cái mối đe dọa của phía Nga đến từ cái góc này thì cái khía cạnh này về chiến địa thì chúng ta ghi nhận đó là một cái yếu tố nó rất là thiết thực thế tuy nhiên thì bây giờ ông ấy mới nói thế ông ấy nói điều này thì cho thấy rằng là có vẻ như uh, ukraine cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào việc đánh chiếm tới kuchatov và vùng cơ nữa đúng không ạ thứ hai nữa là ông ấy nói rằng là Uh, việc Ukraine vào đây là đánh không phải là đánh chiếm để mà chiếm lãnh thổ của Nga đấy. Thế nhưng nếu mà chúng ta còn nhớ cách đây vài ngày thì ông ấy nói rằng là ông ấy muốn vào đây để mà chiếm những vùng lãnh thổ của Nga, thành lập các cái mặt trận chỉ huy quân sự, đúng không ạ? Và cơ quan hành chính này nọ. Thế nhưng mà bây giờ mọi việc nó đã khác, thì tôi không biết rằng đấy là cái sự tham vấn của ông ấy với phương Tây hay là cá nhân ông ấy nhận thấy được một điều rằng là Ukraine sẽ không thể tiến được quá xa. À, cho tới nhà máy điện hay là khu vực tỉnh lệ mà có lẽ họ sẽ tập trung vào những mục tiêu gọi là chiến thuật nhiều hơn đó là cái thành Kriske đúng không ạ thành Konenovo và mở rộng các trận địa cũng như là làm lấp đầy cái hai cái hố ở hai bên để phòng thủ bởi vì nếu ông ấy nói cái, cái cái để phòng thủ này thì tôi thấy đó là một trong những cái quyết định mà nó sáng suốt và tỉnh táo nhất và nó có ý nghĩa nhất được ok Ukraine và nên làm nên làm nhất đúng không ạ mặc dù là họ làm cái này với cái giá rất là cao thì cái giá đấy chúng ta chưa biết cái giá cuối cùng nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là cao chỉ có mỗi cái giá đấy thì mình mới có thể nói rằng lên làm hay không thế còn về mặt chiến thuật nếu bỏ qua cái giá đấy thì đây là một cái điều mà họ lên làm nhất và tất nhiên là một cái bên mà ở chiếu dưới thì phải luôn tìm mọi cách để là phẳng chiến tuyến cho nên cái điều này nó là nó cái rất là logic thôi nhưng mà chúng ta nhớ với tuyên bố như vậy thì có thể nói rằng là ông ấy cũng đã bắn ra tín hiệu cho quân dân của mình là không có kỳ vọng quá nhiều. Đúng ạ, vào cái việc đánh chiếm sâu xa rồi tiến tới Moscow như là những cái ngày đầu nữa. Và bây giờ chúng tôi sẽ cùng quý vị đi qua cái khu vực này, vùng Kursk này trước. Đầu tiên là chúng ta xem những cái thông tin về tổn thất này. Thứ nhất là trong 24 giờ qua thì phía Nga đã gây ra tổn thất 360, một con số rất lớn, đúng không ạ? Hơn 300 là rất lớn rồi, còn 360 là rất khủng, còn đến 400 thì là siêu khủng và có 2 ngày đến 400 rồi, đúng không ạ? 29 xe bọc thép chiến đấu hạng nặng, trong đó có 2 tăng, à, 3 xe bọc thép... À... 5 xe bọc thép chở quân và các loại đặc thù 22 xe uh, bọc thép và các loại chiến đấu khác 12 vâng lại 12 phương tiện khác nữa có lẽ là xe cộ xe chở xăng dầu hai uh, khẩu pháo um, uh, một hệ thống tác chiến điện tử và một radar phản pháo Đấy, như vậy là một cái số lượng uh, rất đáng kể liên quan đến con người này và thứ hai là xe cộ đúng không ạ xe cộ rất nhiều À, tổng cộng thì cộng dồn đến thời điểm này Ukraine đã tổn thất 5.500 đây là theo thông số bộ quốc phòng nga quý vị nhé mỗi người chúng ta có một cái cảm nhận riêng à, nhân sự 71 xe tăng 30 xe bọc thép chiến đấu hạng nặng 57 xe bọc thép chở quân 372 xe bọc thép các kiểu bọc thép chiến đấu à, 170 các loại xe khác 36 pháo 5 hệ thống phòng không, 11 hệ thống phóng loạt trong đó có mấy hệ thống HIMARS. Phòng không này có một hệ thống IRIS. Và ngày hôm nay là ngày 25, như vậy là đã 18 ngày trôi qua kể từ khi Ukraine mở chiến dịch vùng Kurs và họ đang hứng một cái tổn thất như này. Thì tôi không biết rằng là cái tổn thất này thì nó có đáng, đúng không ạ, nó có đáng để đổi với cái việc là Ukraine đã tạo ra một cái vùng đệm phòng thủ ở đây hay không. Đấy. Bởi vì khi Nga đánh vào đây thì chắc chắn là khu vực này nó cũng sẽ có phòng nó cũng sẽ có tổn thất đúng không ạ, chứ không phải là nó không có tổn thất. Thế còn về cái video dữ liệu và tổn thất bằng video chúng ta đã có ngày hôm kia là 2 tỷ đô la đúng không ạ, ở mức độ cao nhất. Còn nếu không thì sẽ ở mức từ 1 cho đến là 2 tỷ. Ở những video chúng ta nhìn thấy thôi, còn những cái nếu tính theo cái như này thì tôi nghĩ là còn lớn hơn rất nhiều. Ở trong đây thì chưa kể những cái máy bay trực thăng cũng mất khá nhiều trong thời gian vừa qua trên cái hướng này. Ukraine đã tung vào đây những lực lượng của lữ đoàn số 41, 54. Vâng, tôi vẽ nào, 41 này, 54 này, uh, 61 này, vâng, 61 này, 82 này, uh, 103 này, 106 này, 119 này, 129 này, uh, lữ đoàn số 1 này, số lữ đoàn số 17 này vệ binh quốc gia này. Lữ đoàn số 22 này, cơ giới này, lữ đoàn số 61 này, lữ đoàn số 115 này, lữ đoàn số vàng 82 nói rồi. Lữ đoàn số 1 vệ binh quốc gia nói rồi. Như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, 6, 6 12, 13 lữ đoàn. Ít nhất 13 lữ, lữ đoàn nó có mặt ở đây, chưa kể lữ đoàn số 21 đã được điểm danh ngày hôm qua, thì có nghĩa là 14 lữ đoàn. À, tất nhiên là có lữ đoàn đầy đủ, có lữ đoàn thiếu. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chiến sự A à, vân vẫn chưa được, vẫn đến tổn thất uh, theo ngày. Như vậy là thông tin ngày hôm qua thì chúng ta có tổn thất của Bộ Quốc phòng đến uh, buổi chiều là 2.100 bao nhiêu đấy, đúng không ạ? Thì hôm nay nó lên tới 2.480, tức là cộng thêm cái phần 360 của vùng uh, Sumi vào nữa. trăm uh, 2.480, thấp hơn hôm qua 30, đúng như quý vị? 30, nhưng mà ở mức độ siêu khủng, 2 rưỡi thì có nghĩa là mức độ không thể tin nổi được, đúng không ạ? Mức độ hiện tượng rồi. Các chiến trường khác, 135 dành cho khắc cốp, Kubian đã vượt lên 520, lại trên 500, như vậy là giao tranh ở đó đã bùng nổ trở lại. Bác mút 690, gần tiếp cận mức 700 là mức khủng, đúng không ạ? Còn mức gọi là hiện tượng là mức 800. Adipka tiếp tục dâng cao lên gần mức 600. Ôi giời ơi, quá dã dạ man cái hướng bé tí tẹo 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 quý vị mà lên gần 600. Uleda 130 bình thường, Zaporozhia, Kherson 65 hơi ít, tổng cộng 2480. Toàn tuyến Ukraine tổn thất 36 xe bọc thép, 3 tăng, 30 pháo, 3 pháo phản lực, 47 xe chiến đấu khác, 43, 44 UAV, hai hệ thống tác chiến điện tử uh, Enclap, một Budokan, một radar phản pháo, bốn hệ thống tác chiến điện tử các loại khác, một kho nhiên liệu lớn, bảy kho đạn bị phá hủy, hệ thống phòng không 125 và ba tên lửa ATAC cộng với 12 tên lửa Hima đã bị bắn hạ. Và như vậy thì chúng ta có những cái tổn thất trong ngày của Ukraine ở toàn tuyến rất cao, trong đó thì tuyến Kursk đóng góp một vai trò rất lớn, đúng không ạ? So với lại trước đây là con số 0 thì bây giờ nó rất lớn. Cái điều tôi muốn nói có nghĩa rằng đã có một cái mặt trận tích cực và lớn mở rộng ra ở một cái vùng đó. Đúng không, quý vị? Có nghĩa rằng là ngày xưa mỗi lần Nga mà mở một chiến dịch thì nó khó lắm. Hậu cần này nọ đủ thứ như là khắc cốp ấy đúng không ạ? Đấy mà cũng mở được cũng không quá đã. Thế nhưng mà lần này thì nó quá đã rồi. Mở dâng đến tượng miệng mèo. Đấy là chưa kể là Ukraine đã hai tay dâng ra những thành cực kỳ quan trọng ở vùng Torres và vùng Adipka đấy mới là cái quan trọng. Còn cái trên này thì được cái của nga là được cái mặt trận. Ukraine thì được là được có giải phóng mặt bằng nhưng mà lại không được cấp sổ đỏ. À, diễn biến uh, thú vị thứ hai đó là tổn thất của vùng Kupian đã dâng cao ngược trở lại 520. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân. 690 vùng Bắc buốt lớn và tất nhiên chỗ đấy thì lúc nào cũng cao, chỉ trừ những ngày thấp. 580 vùng Adipka thì quá dã man rồi, đúng không ạ? Điều này cho thấy rằng thực sự Adipka Porok đang sụp đổ đối với lại Ukraine. Rồi được rồi, vào chiến trận tôi không thì hết giờ mất rồi. À, vâng, ở đây tình hình như thế nào? Trong 24 giờ qua, Nga chiếm lại được thành Botkyi. Uh, nga bảo vệ chặt vùng uh, martinovki uh, à không đây không phải martinovki đây nó là martinovki nó ở đây thôi cái thành này là cái gì cũng được mấy ngày nữa thì chúng ta lại phải quên nó đi ngay mà martinovka đây nga giữ khu vực này ukraine đang đánh rất mạnh về hướng phía đông và phía đông bắc đồng thời họ đánh dữ dội về hướng chasopke nhưng mà nga đều chặn được hướng này đặc biệt là hướng này thì nga lại có cái lợi thế Và tôi, 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 tôi đánh dấu lại cái màu này không nhiều quý vị bảo là không tôn trọng khán giả Đấy. Như vậy là Nga có lợi thế ở cái hướng phía 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 phía, phía này nhá. Còn hai khu vực này giao tranh dữ dội và Ukraine cũng không tức là rằng co, rằng co có nghĩa là ở tấn công là đang thiệt. Đấy, còn ở đây thì Nga chiếm lại thì Nga có cái lợi thế ở đây. Thế còn hướng khó của Nga nhất bây giờ nó lại không phải là hướng Tây này mà chính là cái hướng Malaya, Lopkia. Và tôi cũng dự đoán cái này thôi bởi vì tại sao? Bởi vì uh, vì cái hướng này thì Ukraine họ không khai thông được Đấy, họ không khai thông được cái điểm đầu cầu như thế này cho nên là việc họ đánh vào cái thành tre Soke ở đây này đánh vào phía bắc này và đánh đặc biệt là vào cái sườn phía trên của côđinovia nó rất là khó đúng không ạ cho nên là bây giờ họ đang tung ra một nguồn lực khổng lồ mà tôi đoán đây là nguồn lực của các lữ đoàn mới tung vào trận đang oanh tạc dữ dội ở thành malakia Crimea của phía nga Hai thành này thì nó khá là chưa lơ vơ cho nên nếu Ukraine tung ra những đòn tấn công lớn thì tôi thấy rằng là khả năng Nga cũng giữ được không phải là cao à, Thực tế thì chiến trường mình cũng không biết cụ thể nó như nào đúng không ạ bây giờ thì hai bên đều không nói mà chỉ có mấy cái ông chém gió bản đồ thôi Thì cái đấy mình phải dùng cái giác quan rất nhiều nhưng mà với trận địa như thế này thì thực sự nó thay đổi quá nhanh mình không có đủ giác quan để mình bám được đây là cái hướng như vậy là Ukraine đang có những cái lợi thế mặc dù họ cũng chưa chiếm được cái gì nhưng quân của họ đang tung lên rất đông. Thế còn cái hướng này thì rất nhiều nguồn tin trái ngược. Phía Nga nói rằng họ vẫn đang giữ được làng Olovka, còn Ukraine thì nói rằng là họ đã chiếm tít lên tận trên phía trên rồi. Đấy, nhưng mà cái này thì mấy ngày hôm nay nó cũng không thay đổi gì đáng kể, đúng không ạ? Cho nên có lẽ là đang giao tranh dữ dội ở cái ba cái tam giác này. Đấy, nhưng chỗ này cũng đang chịu sức ép ác liệt của phía Ukraine nhưng mà nga nói rằng là những đợt tấn công vào hướng Konenov của Ukraine uh, có thể nói là đều mang tính chất uh, thất bại toàn tập. Thế còn hướng này thì mặc dù tấn công mạnh nhưng nga vẫn giữ được chiến tuyến có nghĩa là hướng này thì nó không thất bại toàn tập, thất bại toàn uh, một phần đúng không ạ? Còn chỗ này toàn tập và tình trạng phía dưới thì cũng giống phía trên có nghĩa là Ukraine cũng đang tung quân vào cái gọng kìm phía dưới đánh bạt cái khu vực này, bạt khu vực này ra để mà hình thành gọng kìm đánh vào Kovelov. Cô Ninovo nó chính là cửa ngõ để lên Riske, đúng không ạ? Riske là cửa ngõ lên nhà máy điện hạt nhân, được không? Nó phải qua Lvov nữa, rồi mới đến nhà máy điện hạt nhân, rồi mới đến khu vực tỉnh lệ. Thì cái câu chuyện nó loằn ngoằn như vậy. Thế còn trước khi vào Cô Ninovo thì nó có Suda, đúng không ạ? Và bây giờ Suda thì đã nằm ở sau lưng giới tuyến Ukraine khá xa rồi, khá an toàn đối với họ rồi. Còn lại phía Nga thì đang giữ thành kramenoye giữ thành Olopka thì sẽ cắt vào cái đường tiếp viện ukraine dẫn lên koninovo cho nên là họ đã sẽ phải bằng được giải quyết cái này nếu không giải quyết được cái này thì thế trận ukraine sẽ rất là bí đúng không ạ cho nên chúng ta sẽ thấy đợt này họ điều chỉnh lại chiến thuật tôi nghĩ rằng ukraine đã khá là tham vào những cái chỗ nó quá sâu Thế nhưng mà họ đã bỏ qua những cái thành nó rất là quan trọng mà nó 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 nó, nó chặn những cái cửa ngõ như vậy, đúng không ạ? Thì bây giờ họ đã bắt đầu điều chỉnh cái sai sót của họ. Ít nhất là về chuyến thuật còn cụ thể trên chiến trường chúng ta sẽ phải chờ xem. Thế còn lại thì cái hướng bên dưới này, mặc dù Ukraine tấn công vẫn dữ dội nhưng mà họ cũng chỉ chiếm được cái phần góc góc này đây thôi. và tất nhiên thì họ cũng gây ra cái sự đe dọa với lại Krasno gì đó, đúng không ạ? Rất dài dòng ở đây. Thế nhưng họ cũng chưa tấn công lên để đánh vào khu vực trên mà cũng chưa xuống được Kone Move. Thế nhưng mà ở đây thì Nga cũng rất là khó giữ. Bây giờ họ chắc là họ chỉ câu giờ thôi. Và một điều rất là kỳ thú trong cuộc chiến vùng Kurs này là cái chỗ này tưởng chừng là Ukraine dễ ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng mà những ngày qua, liên tục những đợt tấn công của họ về hướng phía Tây đã gặp sức kháng cự rất là hiệu quả của phía Nga và không hề tiến được thêm. Thậm chí là cái con đường này thì vẫn còn nằm trong cái hỏa lực của phía Nga. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng Ukraine chiếm được cái này nó cũng chỉ là chuyện gạo nấu thành cơm. Sau khi mà họ giải quyết được Konemova và Krasnozabitskaya. Như vậy thì 24 giờ nữa trôi qua không có bất kỳ một cái đột phá nào đáng kể. Mặt trận vẫn hơi hiêng nghiêng về phía Nga ở mức độ 1-0 đúng không ạ? Tầm tầm 1-0. Hôm nay thì Tổng thống Putin đã họp với lại hội đồng an ninh của mình về tình hình ở đây rồi. Và người ta đã xóa mở bản đồ của ông trên video cũng như là À, đại khái như là cắt hết cả tiếng các thứ nữa để mà đảm bảo các cái vấn đề quân cơ đấy. Đấy thì à, chúng ta cũng không hiểu rằng tình hình như nào. Nhưng mà với những diễn biến như thế này ở trên vùng Cốt thì có thể nói rằng là tình hình à, nó không còn nguy cấp với Nga nữa như là cách đây à, 10 ngày đúng không ạ? Nó đã bình ổn bình định được rồi nhưng mà nó vẫn chưa là hoàn toàn à, đại khái là dập tắt được những ngọn lửa nghiêm trọng. Đấy, nhưng mà đã chặn được ngọn lửa để lan sang các khu khác. Và tình hình hôm nay thì Tổng thống Putin đã có vẻ như là à, vâng đã có có cái bình thản hơn đúng không ạ so với cách đây 10 ngày. 10 ngày thì ông nhìn vào mặt Tổng tham mưu trưởng không chớp mắt. <laughs> Còn hôm nay thì ông đã chớp mắt liên tục rồi. Vâng thì tôi nghĩ rằng đây nó là mình phải nói như này này. Mỗi ngày thì chúng ta tìm hiểu với một cái thuật ngữ đúng không ạ? cái đây ấy thì nó là một cái mình gọi nó là một cái vụ hỏa hoạn quý vị ạ đây nó là một vụ hỏa hoạn và cái nhiệm vụ của nga là phải ngăn được ngọn lửa không để cho lan vào những khu vực trọng yếu đúng không ạ và tiến hành những công tác dập lửa đấy chứ còn vụ hỏa hoạn thì nó không thể nào nó có thể khi mà nó đã ngăn cách cách ly được với lại các vùng quan trọng thì nó không còn là một cái vấn đề nó gây ra nguy hiểm mang tính chất là gọi là quan trọng nữa đúng ạ với lại cả cái vấn đề cốt lõi bản chất của nó là một vụ hỏa hoạn có nghĩa rằng hở ra là nó sẽ lan nó cháy đúng ạ à, hướng gió trước đây thì nó chạy rất nhanh về vùng cutarot vùng kurs nhưng mà bây giờ gần như là đã bị ngăn và nó không thể bắt theo cái hướng gió để nó lan rộng được nữa À, như vậy là chúng ta đã có một ngày về vùng Kursk với hai ngày tổn thất cực kỳ cao, tôi không nhớ được ngày hôm kia nữa. Kia thì đâu đến 300, ba ngày liên tục cao và ba ngày gần như Ukraine cũng không có tạo được đột phá gì đáng kể. Thì có thể nói rằng là ba cái ngày này chính là ba cái ngày mà trừ khi Ukraine thêm nhiều quân thì tất nhiên họ sẽ có đột phá thôi đúng không ạ nhưng mà ba ngày này là một là ba ngày ở cái cuối của giai đoạn 2 khiến cho Ukraine đã bị chừng bước bởi vì là cái nguồn lực của họ bị bà mòn nó nhanh quá đúng không ạ Đấy, thì kiểu nó như vậy và nếu như mà không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện nó sẽ xảy ra giống như là ở vùng khắc cốp giống như ở vùng uh, và giống như ở vùng Adipka cửa ngõ ấy. có nghĩa rằng Ukraine sẽ tung ra đến ít nhất là mũi thứ năm đúng quý vị quý vị còn nhớ chúng ta vừa mới trải qua cái trận địa ở vùng đây mà Ukraine tung ra đến tuần thứ năm không? Và sau tuần thứ năm thì không còn gì nữa, đúng quý vị. Còn ở cửa ngõ Adipka, Ukraine cũng tung ra đúng đến năm lượt, năm làn sóng phản công. Nhưng mà tất cả đến họ đều tái chiếm được một hai cái vùng nhỏ nhỏ hoặc là vượt qua bờ sông. Nhưng mà đến cái lượt thứ năm trở đi thì họ không còn khả năng để thay đổi được cái gì nữa. Thì tôi cảm giác rằng Ukraine đang bước vào cái giai đoạn thứ ba, đang nó rất là sung, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà để tới làm sóng thứ tư, thứ năm thì có lẽ nó sẽ yếu đi. Uh, và tôi rất đồng ý với lại nhiều nhà chuyên gia quân sự của nga nói rằng là những ngày gần đây thì ukraine đã trở lên dễ đoán hơn, dễ đoán hơn ở vùng Kursk. Đúng ạ. Chúng ta nhớ là Tổng thống Putin đã khen ông Joe Biden là một người rất là dễ đoán. Thực ra nói thẳng ra đấy là một cái sự sỉ nhục. Đúng ạ. Một cái yếu nhân hàng đầu thế giới mà lại nói người ta là dễ đoán. Thì có nghĩa rằng là những người chuyên gia quân sự của Nga người ta nói rằng là Ukraine chỉ có thế mà thôi. Đúng không, quý vị. Thì tất nhiên nếu mà nói về đây thì Ukraine không thể gây ra được một cái bất ngờ lớn gì nữa. Đúng ạ. Thế nhưng có, tôi có thể chắc chắn rằng ukraine sẽ sau khi mà mọi chuyện này chấm dứt thì họ sẽ tìm cách để tạo ra những cái vụ như thế này nữa bởi vì nó rất đã nó tạo cho họ và uh, trong không khí của họ nó cực kỳ đã từ trên xuống dưới và đặc biệt nó kiếm được những nguồn viện trợ của phương tây và đặc biệt nữa nó lại khiến cho phương tây cũng rất đã nữa đúng quý vị đấy chúng ta thấy những ngày vừa qua cho nên là có thể sẽ có chiến dịch ở vùng uh, brian rồi là vùng ben Groot, rồi thậm chí những cái vùng nào đó nga sơ hở ở zapriza Kherson thế nhưng mà cái này ấy, thì nó cái bản chất của nó là nó là yếu tố ma túy tinh thần có nghĩa là càng về sau thì cái tác dụng của nó càng thấp đi và tác dụng phụ của nó càng ngày nó càng tăng đúng quý vị cho nên là nói chung là cũng không cái đấy nhiều khi nó là con dao hai lưỡi À, về phía nga thì họ sẽ đề cao cảnh giác và họ sẽ dần dần động viên cái nguồn lực của họ dành cho các khu vực biên giới thì ukraine cũng không thể tạo ra những cái đột phá đáng kể được bây giờ chúng ta sẽ đến vùng belgorod à, vùng kharkov và vùng kharkov thì tổn thất có dâng cao hơn mọi ngày là nhờ ukraine tấn công vào vùng hibokhe hai lần khá lớn còn lại không có thông tin gì thêm còn vùng Kupian tổn thất dâng rất cao đúng không ạ và chúng ta đã có một cái bước tiến công của phía nga ở đây Điều này cho thấy rằng là những ngày vừa qua thì họ cũng đang tích cực làm việc nhưng mà không có báo cáo cho chúng ta mà thôi. Và họ tiến về khu vực phía Bắc và phía Đông Bắc của cái mũi Pichane, đúng không ạ? Một cái bước tiến nó rất là từ từ, lờ lờ và nó sẽ tạo ra rất nhiều những nguy hiểm cho Ukraine nếu mà họ cứ để như vậy. Tình huống như này chúng ta sẽ tưởng tượng là là Nga sẽ một cách thụ động âm thầm, họ sẽ tạo ra một cái điểm đầu cầu như này để mà... Đây, bây giờ mỗi ngày chúng ta cứ nhớ này, Đấy, những ngày vừa qua nhé. Để làm gì? Để mà dần dần như thế này thì Nga sẽ có thể quay cái trận địa Ukraine ở hướng Stepova cũng dễ. Lên uh, Petropavlovka cũng dễ. Mà đánh vào đồng loạt các thành ở sát bờ sông cũng dễ. Bây giờ họ chỉ còn cách khoảng vài km thôi. Đúng không ạ? Cho nên là ở đây không có chống dòng cờ mở là một cái hoạt động rất là khôn ngoan đối với phía Nga. Sau khi Nga chỉ cần làm một cú thúc nữa thôi. Tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu. Họ sẽ làm một cú thúc thẳng từ đây đến sát bờ sông uy hiếp đồng thời ba bốn làng của Ukraine một lúc thì sau đó hai cánh này của Ukraine từ trên Stepova à, đều yếu đặc biệt là khu vực Berestovo Stemakivka của Ukraine chắc chắn là phải bỏ của chạy lấy người nếu như Nga làm được một mũi chọc chí mạng vào hướng này đúng không ạ trong cuộc chiến này thì tôi thấy rằng là phía Nga họ luôn làm như vậy họ luôn khai thác được những yếu tố là đóng quân ít nhưng mà dọa được nhiều đóng quân ít tấn công được nhiều nơi và đặc biệt là tiến một nơi có thể dọa được chiếm được nhiều nơi đó là chính là mũi mà nga có thể tạo ra một cái sự tấn công vào nhiều hướng ở bờ sông này sẽ khiến cho quân ukraine rụng rời ở các cái trận địa xung quanh tất nhiên là lúc bấy giờ thì nga cũng sẽ đồng khởi ở những khu vực bên cạnh nữa đúng không ạ cho nên những cánh quân này họ sẽ không còn nơi bấu víu họ sẽ phải tìm cách rút và như vậy họ sẽ chiếm ngon ơ có khả năng mũi đó đã gây ra tổn thất lớn của Ukraine và đặc biệt là cái mũi Novodnye này nữa này Đấy, thì chúng ta cũng biết rằng là Ukraine đã đánh vào đây mấy ngày trước rồi à, có vẻ là những ngày vừa rồi lại giao tranh ác liệt ở cái hướng này khi Ukraine cố khuét thêm vào uh, cái đường quốc lộ của phía Nga đây hoặc là đánh vào trong thành chính hay như nào đó không có thông tin gì ở cái hướng này cho nên có thể đã dẫn tới những cái tổn thất của họ đã dâng cao trở lại xét trên cái báo cáo của Ukraine là họ khoe cái hướng này như vậy thì cho thấy rằng là đây cũng có lẽ là hướng duy nhất của Ukraine làm được thôi trong cái thời điểm mà những ngày vừa qua đúng không ạ cũng chưa có thêm một cái hướng nào còn lại thì họ cũng chưa nói là họ đánh chiếm được thành quách gì họ cũng chỉ nói là họ có một cái mũi tiến công ngoạn mục chọc vào yết hầu của phía nga thôi để chúng ta sẽ theo dõi thêm có lẽ là tình huống ở đây đang rất là 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 kiểu như là nó rất là linh hoạt đúng không ạ và rất rồn rập nhưng mà chúng ta không có được báo cáo, đặc biệt là vào cuối tuần. Thế còn ở khu vực này, chúng ta đã thấy rằng là Nga đã giải quyết hết toàn bộ cái khu vực bên bờ sông của họ rồi, đúng không ạ? chúng ta nhìn thấy đây là một trong bước tiến rất là quan trọng của phía Nga. À, chắc chắn rằng là chiến dịch Magikipka này sẽ được nối lại, trở lại sau khi mà Nga bình ổn thêm ở cái vùng uh, Kursk. Phía bên dưới chúng ta không có thông tin gì thêm. Và mãi đến cái khu vực Vimka thì bắt đầu chúng ta mới có diễn biến trở lại à, ngày hôm nay thì Vimka phía nga lại tiếp tục tiến quân quý vị thấy tôi nói ề à đến đoạn này có nghĩa là tôi đang tìm tọa độ vâng đây là khu vực dưới đường tàu đúng không ạ à, đó là cái vùng này đây có lẽ là hôm trước thì nga chưa chiếm được cái vùng này còn ngày hôm nay thì họ bắt đầu mới chiếm được và cũng rất là thú vị đúng không ạ với bước tiến như này của phía nga thì chúng ta sẽ thấy mục tiêu tiếp theo của họ nó như thế này nó rất giống như họ đang làm bên này đúng không ạ tuy nhiên bên này thì hơi đen là gặp cái cao điểm cao quá không thể tiến lên được nhưng mà tiến đến đây cũng là một cái điểm khá tốt cho phía nga rồi à, sau khi họ tiến lên khu vực này thì họ sẽ dễ dàng đánh chiếm thung lũng này đúng không ạ Đấy từ các cánh quân từ hai hướng này rồi từ thung lũng này họ sẽ tiến lên ở khu vực giữa giống như bên này Đấy, nhưng bên này họ không tiến được là bởi vì nó quá khó nhưng bên này thì khả năng sau khi nga chiếm được cái vùng này rồi và cái cao điểm ấy nó nó ít hơn, nó không dọa người như bên kia thì Nga có thể tiến lên được. Và tiến lên được khu vực giữa này rồi thì Nga có thể uy hiếp được cả vào khu vực còn lại của Vimka và hướng perizine đúng ạ. Và nếu mà tiến thêm được một tí nữa Vimka thì Nga có thể đánh ngược lại vào cái Ivano-Darivka khá thuận lợi nhìn chung là các bước tiến công nó rất hệ thống nó rất là từ từ chậm chậm và gây một cái sức ép đều đều cho phía ukraine khiến cho ukraine vẫn phải tiếp tục căng mình ra phòng thủ ở hướng này còn ở khu vực Bắc mút chúng ta tiếp tục chứng kiến những đợt tấn công đánh chiếm tuy không lớn nhẹ nhàng nhưng mà tình cảm của phía nga ở khu vực kikitcha chúng ta nhìn xem kikitcha cụ thể bản đồ Vâng, như vậy là ở hướng phía nam của Ivaneska và phía tây bắc của Kikicha. Như vậy thì cũng giống như là ở trên Sivek thôi, đúng không ạ? Cũng không có cái gì quá vội vã. Nga đang cứ tiến đều đều từ từ ra sau khi họ chiếm được những cái cao điểm quan trọng rồi. Chỉ còn lại một cái trận địa Ukraine nằm đâu đó khá dày đặc ở cái tuyến này nữa là phía Nga sẽ đánh bật Ukraine ra khỏi khu vực bờ sông. Còn cái ý nghĩa chiến thuật của nó thì chúng ta cũng đã phân tích nhiều rồi. Nga đang nỗ lực để mở rộng trận địa của họ ra hướng bên này và chúng ta có thể nhìn thấy là họ đã mở rộng được một khoảng như này đúng như là những gì chúng ta nhìn thấy bản đồ hôm qua đúng không ạ của cái bản đồ khác ấy thì đây chính là cái điểm mà phía Nga đã mở sang. Đây là một nơi rất là khó cho nên tôi đánh giá rất cao cái bước tiến này của phía Nga. Như vậy sắp tới thì chúng ta sẽ thấy Nga sẽ tập trung vào cái khu vực bờ kênh này. Đấy và ngã ba ở đây. Để giải quyết toàn bộ cái cụm này. Tạo thành một cái trận địa đúng không ạ bàn đạp nó đủ rộng để họ có thể à, có những cái thao tác chiến thuật nó thuận lợi hơn ở phía Hirovka thì phía nga cũng tiến vài trăm mét ở các cây lùm cây à, bụi khế nào đó à, và và chắc chắn ở đây chỗ này sẽ có những trận đấu rất ác liệt trong thời gian tới Ukraine mà chỉ cần sảnh ra họ có thể mất cái thành rất quan trọng này để khiến cho Chokena... Ukraine À, cho Nga vượt sang bờ sông và quậy tưng bừng ở trong các khu vực trọng yếu nhất đó là siêu hang ổ Kramatos đúng không ạ? Đấy chúng ta không tình cờ đâu mà Nga đã không làm gì ở một cái hướng trí tử. Đây, Kramatos thực ra hướng của nó thì con đường nó như thế này nhưng mà cái thành của nó mà nó 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 nó, nó, nó kỳ đà cản mũi nó chính là Hiorivka. Nga rất thèm nhưng mà họ không dám bứt dây động rừng đúng không ạ? Có thể một ngày đẹp trời nào đó thành này sẽ ra đi không kèn không trống lúc bấy giờ thì nga vượt qua sông và gọi là trực chỉ hướng Kramatos, thì lúc bấy giờ Ukraine có thể nói rất nhiều mặt trận sẽ bỏ của chạy lấy người ví dụ như là trận Torez này chắc chắn là phải lui về phòng thủ Konstantinivka đúng không ạ bịt cửa ngõ phía nam cho nên không gian chiến thuật ở vùng Bắc Bút này tôi đánh giá thực sự là cái sự binh pháp, điều động, đánh chiến, trận địa vân ấy nó sẽ rất ác liệt và nó rất hay. Chứ còn ở Porok bây giờ thì cái thế nó hơi Nga hơi bá đạo đúng không ạ? Đấy nhưng mà khu vực này thì Ukraine còn phòng thủ ác liệt hơn ở tuyến đó rất là nhiều và nó có một cái thành là thủ phủ của họ mà đấy nó to hơn cả porok rất nhiều lần và chúng ta quý vị nhìn vào cái lõi này toàn là những nhà máy quan trọng của vùng đô nhét thôi đúng không ạ bờ sông dân cư rất đông đảo đấy sân bay này sân bay mỗi cái vùng này có sân bay to này đấy, nhìn thế này đã thèm rồi đúng không, quý vị đường tàu đường tiếc chạy gọi là tưng bừng khói lửa và kết nối với các mạch máu huyết mạch kinh tế quân sự đằng trên là Slovian phía dưới là zuka Konstantinivka trên nữa là Sivac và Liman trên nữa là Izium cho nên chúng ta nhìn thấy cái vòng cung này chính là một cái vòng cung sẽ là vòng cung mà chết chóc nhất trong cái chiến cuộc này trong thời gian tới thực tế thì nó đang nó đã diễn ra một trận siêu chết chóc ở bắc mút và trước đó thì cũng rất rất rồi ở soleda đúng không quý vị và trước đó nữa là sivedonet và Lisichan đấy mấy trận lớn tư hùng đặc biệt là đỉnh cao bắc mút nó đã diễn ra đây rồi và nó sẽ có tái hiện lại ở trận sivek trận konstantinivka trận torek trận dzuka kramatos slovia Nơi này Ukraine sẽ tập trung hàng trăm nghìn quân, đúng không ạ? Tôi không thấy họ rời cái nơi này đi nhiều chỗ khác, chỗ khác thì rời đi. Nhưng riêng cái cánh này Ukraine rất ít rời đi. Và Nga sẽ giải quyết cái này sau cùng của vùng miền Đông. Bởi vì là người ta phải giữ một cái vết thương hở, đúng không ạ? Để cho Hồng Cầu, Bạch Cầu nó lao vào ứng cứu. Tuy nhiên những công tác để mà chuẩn bị cho chiến trận đấy đã bắt đầu rồi, đúng không ạ? Chiến sự Acha đã bắt đầu. Chiến sự của Klisipka và Kurimika Orizianipka cũng đang manh nha hình thành. Chiến sự Torek thì đang rất dữ dội rồi. Còn cái chiến sự này thì ai cũng biết mỗi tội nó chưa kích hoạt thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực cuối cùng của vùng xung quanh lân cận của Bắc Mút. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta xem ở đây có cái thay đổi gì. Vâng, thay đổi rất lớn ở khu vực này đó là việc nga đã làm một cái điều mà và chúng ta đã nói khá nhiều đúng không ạ đó là họ sẽ kết nối trận địa từ khu vực sau khi khi chiếm nốt cao tầng này thì nga sẽ kết nối với lại cái khu vực phía dưới ở đây à, tuy nhiên thì họ đã làm được nhiều hơn những gì mà chúng ta đã vẽ đúng không ạ à, đầu tiên là họ đã chiếm được cái cao điểm ở đây rồi nhé. À, sau khi mà nga đánh đến đây đúng không ạ à, thì chúng ta thấy rằng là họ kết nối mặt trận ở đây Đấy, bây giờ họ đánh đến đây thì họ sẽ kết nối mặt trận ở cái mép này đúng không ạ? Rồi sau đó sẽ kết nối mặt trận ở đây. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào đâu đó họ đã đánh đến đây rồi. Đánh đến đây rồi quý vị ạ. Đấy. Tức là chiếm hết cả cái dãy nhà biệt thự ngoại vi ở đây rồi này. Chỗ này thì nó giống như kiểu là Phú Mỹ Hưng của thành phố Hồ Chí Minh đấy. Và ở phía trên này thì họ đã chiếm nốt cái khu vực bên này nữa. Đấy, đây mới là cái quan trọng, còn phía bên kia thì Uh, Ukraine chỉ còn lại mấy tòa nhà thôi mà tôi cũng nghi ngờ về cái bản đồ này đúng không ạ có khả năng thì Nga chưa đánh đến đây hoặc có khả năng thì họ đã đẩy Ukraine luôn ra khỏi cái khu vực còn lại rồi. Nhưng nhìn chung thì nó cũng chỉ là việc uh, gọi là nước chảy thành sông. Như vậy đây là cái bản đồ mà nó khá nét, khá chuẩn đấy quý vị ạ. Đấy. Là Nga đã đánh nhanh hơn những gì. Tôi chỉ nghĩ rằng là họ sẽ đánh dần dần đến cái khoảng giữa này thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà không ngờ là họ đã... Như vậy chúng ta thấy là cái giá trị của cái cao điểm này. Đúng không? Cái này cũng thế này sau khi đánh cái này rồi nhá, thì ukraine mất luôn cái này và mất luôn khu vực trung tâm này sau khi đánh cái này thì nga sộc thẳng vào khu vực này và từ đây thì họ kết nối được với đây đúng không ạ những cao điểm và những cái điểm đánh của nga nó chọn nó rất là trí tử đấy cho nên mình cứ để ý là mình tôi thường vẽ trước ấy, bởi vì đấy là những cái điểm nó cực kỳ quan trọng đối với nga nhưng mà tôi nghĩ ukraine họ cũng thừa biết chẳng qua là họ không thể chặn được thôi vì uh, như chúng ta đã biết ấy, cái cuộc chiến tiêu hao này ấy, mà để cho nga lý do mà họ ngâm tôm cái Torek này rất lâu bây giờ họ mới đánh nhé mặc dù đây là một cái thành nó còn to nó to tôi tôi cảm giác đây nó còn to hơn cả cái vùng kramatot uh, này quý vị ạ. đúng ạ đấy đấy chúng ta thử nhìn xem nó to lắm đấy nguyên cự cự li nhá đấy nó to to hơn mà lại là nó ngâm tôm cái Torek này hàng uh, kể từ đầu cuộc chiến đến giờ đúng không ạ không thay đổi gì thì nó có cái ý đồ của nó adipka cũng như vậy thôi sau nga đã ngâm tôm nó ở ngay cửa ngõ nhét đúng không ạ tại sao quý vị cứ để hình dung xem tại sao nó ngay đây và ngay đây mà nga lại không đánh mà họ lại đánh được ở những nơi nó rất là xa xăm thì có thể nói rằng là họ đã ngâm để cho ukraine bị họ tiêu hao nguồn lực còn họ ở trong những hai cái siêu thành trì đúng không ạ họ rất dễ để mà uh, có thể nói là gì điều quân hậu cần rồi uh, yếm trá nghi binh đúng không ạ hỏa lực tiêu hao nói chung là đầy đủ mọi thứ cho nên là đến khi mà nga mà bung lụa thì có nghĩa là họ đã đến ở cái giai đoạn cuối của cái việc này họ bung lụa và bung lụa thì chắc chắn họ sẽ đánh rất nhanh đấy là lý do mà chúng ta thấy là adipka họ đánh rất nhanh lên. bởi vì là bây giờ rời xa khu này họ đã mất cái lợi thế này rồi đúng không ạ cho nên họ phải nhanh chóng tiến tới cái vùng tiếp theo đó là cái vùng porok phía này thì chả cần đánh đâu xa thực ra con Stinivka nó ngay đằng sau rồi Đấy, thế nhưng mà chúng ta thấy luôn là ở một cái thành nhỏ mà ngay sát cái siêu thành của kẻ địch thì Ukraine không làm được gì nhiều trừ việc là quấy nhiễu cái dân sự thôi đúng không ạ gây tổn thất dân sự thôi nhưng mà nếu mà nga đã ra tay thì chắc chắn là nó sẽ toàn rất nhanh và đây chúng ta thấy Adipka nhanh này Adipka nó là một tuyệt phẩm đúng không ạ còn ở đây tôi nghĩ nó cũng là một siêu phẩm một siêu phẩm về về khả năng đánh chiếm đô thị của phía Nga. Và như vậy là chúng ta chứng kiến mũi tấn công của phía Nga quá đẹp mắt trong ngày hôm qua nha quý vị nhé. Đánh chiếm khu vực uh, Villa, đúng không ạ, biệt thự ở đây. Còn sắp tới thì họ còn một cái nhà máy ở chỗ khu vực này. Đấy, một cái nhà máy này trông nó uh, rất là đáng giá đấy đúng không ạ. Cạnh đường tàu hai bên này uh, và nó được ngăn cách vành đai các thứ rất tốt này. Ờ, đằng sau, đằng trước thì có nó một cao điểm này, đúng không ạ? cho nên đây là một nơi cố thủ rất quan trọng và nhìn thế này thì chúng ta cũng có thể vẽ ngay các cái mũi hướng tấn công nga bây giờ họ ép đến đây rồi này, họ đến đây rồi, đúng không quý vị? ở dưới đây thì họ đến đây, vậy thì phía nga chắc chắn sẽ cố đánh để chiếm bằng được cái khu vực này, đấy. hoặc là ít nhất ở mảng phía nam này đến đây, từ đây rồi cánh quân nga từ nhiều hướng, đúng không ạ? họ sẽ tiến quân vào cái khu vực nhà máy và cao điểm này, đấy họ sẽ có bốn hướng để tấn công vào đây đấy. Và nếu mà bốn hướng vào đây thì Ukraine cũng không có cơ hội để đỡ. Đó, chúng ta sẽ thấy là vector tấn công của Nga sẽ có ở nhiều nơi khác nhưng mà tôi nghĩ rằng khả năng rất cao nó sẽ có ở những cái nơi chúng ta vẽ ở đây đúng không ạ? Đấy. Họ sẽ tiến ra đây rồi men theo à góc trái là họ đánh được rồi. Thế như vậy là họ đã có cái góc này rồi nhá. Còn những góc còn từ đây đến đây là có hết rồi, chỉ còn lại một cái góc này thôi. Thậm chí không có góc này Nga cũng có thể đánh được đúng không ạ? Nhưng mà cái góc này nó có bởi vì nó cũng là một cái việc làm thêm tiện tay để dắt dê thôi đằng nào nga cũng phải đánh tất cả mọi nơi thì trong thành Torek là một cái siêu thành như thế này chúng ta thấy có những cái gì quan trọng thứ nhất là cao điểm này đã rơi vào tay nga đây là một cái đòn chí mạng đối với ukraine thực sự là rất nguy hiểm nhưng mà cái quan trọng nhất của Ukraine nó chính là khu vực nhà máy và cao điểm này nữa. Đấy, ở phía, có thể hay nói, hai nói hai cái nó quan trọng như nhau. Cái này thì nó đã bảo đảm cho gọng phía đằng phía bên trái, còn này bảo điểm cho phía phải. Còn lại thì nó tít một cái nữa ở tít góc phía trên này cơ. Đấy, đằng sau cái sông Hồ thì rõ ràng là hai cái này của phía, bây giờ một cái này rơi vào tay Nga, còn cái này thì Nga sẽ tiếp tục tiến về hướng này hướng này và nếu họ đánh qua được cái làng bé tí ở dưới họ sẽ bao vây nốt ở cánh hướng này nếu hai cái tam giác này mà mất hai cái đáy này thì nói chung là Torex đã lên gọi là đếm gà khỏa thân đúng không ạ và cái thành Torex nó rất ý nghĩa đấy quý vị ạ nó rất là quan trọng nó rất là ý nghĩa đối với lại tất cả những gì tiếp theo đó chứ còn bản thân nó nó không quan trọng đúng không ạ bản thân nó thì cũng là một thành dân chúng nhiều Uh, công nghiệp công nghiệp rồi đất đai màu mỡ bất động sản đắt giá nhưng mà hiện tại thì nó không ý nghĩa nhưng mà cái ý nghĩa của nó ấy, là nó sẽ cho nga một cái lợi thế cực kỳ to lớn để áp sát tới thành konstantinopka đúng không ạ và lúc bấy giờ nga có áp sát đến từ vài hướng nữa rồi thì thành này nó ra đi sẽ rất nhanh câu chuyện còn lại thì tôi cũng lại nói theo ý nghĩa thôi thành này thì nó quan trọng hơn thành kia vừa đi qua uh, thế nhưng mà câu chuyện nó là nó trao chìa khóa trao tay cho nga đúng không ạ để nga tiến theo những cái thành tiếp theo đấy và các hướng đó thì nó cũng song song nó tiến theo bởi vì bên này tại sao bên này thì đã về nga đúng không ạ vào thời điểm đó đã về tay nga bên này thì không có cái gì để đỡ cả nó rất chống trải cho nên với việc mất cái thành Torek, nó chính là một trong những cái pháo đài chấn thủ của Karamatos và Slovian đấy. Cho nên là phía Ukraine để mất cái này, thì họ sẽ mất con Sinjuka. Nếu Ukraine không để mất cái này, thì không bao giờ họ mất được con Sinjuka Với cái việc cứ đánh nhì nhàng kiểu này, đúng không ạ? Cùng lắm thì ngã chỉ tiến được hai hướng mà cũng rất khó. Thế nhưng mà mất cái ở giữa này ấy, thì hai hướng nó đến rất nhanh và cực kỳ dễ. Và chính thành này thì nó cũng siêu dễ luôn. Thật sự bây giờ ấy, ngày xưa mình ngồi ở tại chỗ thì mình không nhìn thấy đúng không ạ? Nhưng mà đến bây giờ mình có thể nói rằng là bỏ qua yếu tố chiến thuật và chiến địa vốn Nga tôi nghĩ là họ đã rất là xuất sắc. Nhưng mà cái yếu tố chiến lược phải nói rằng là họ đánh cái con Adipka nó quá dã man đúng không quý vị? Rồi sau đó là cái chiến lược trồng cây trồng hoa dọc đường ấy, nó cũng quá kinh khủng nhưng mà phải nói chiến lược ấy. Là họ đánh vào cái thời điểm tháng 10 nhá, xong rồi à, đến sang năm mới thì bắt đầu mới tung ra cú cứa lòng đúng không ạ và Adipka sụp đổ từ đấy bây giờ thì nó dẫn tới cái sự porok um, có thể gọi là ra đi là một cái điều bây giờ nó dễ hơn bao giờ còn ngày xưa thì nó nghe nó rất là viển vông đúng không ạ thế thì cái vụ này nó dẫn tới cái vụ này thế nhưng ấy là cái vụ đấy thì nó lại dẫn tới cái vụ torek này nữa cơ mà tôi nghĩ rằng torek này thì cũng nguy hiểm không kém gì cái hướng này đúng không ạ với một cái đòn như thế nga đã giải quyết được cái trận này mà chúng ta không nhìn thấy còn bây cái lúc này họ đánh vào cái thời điểm này tôi cũng nghĩ là thời điểm nó quá tuyệt vời đánh cái này ngay sau khi trận bắc uh, khắc cốp xảy ra cho nên chúng ta thấy khắc cốp nó là một cái sự nghi binh đúng không ạ nó là rất nhiều thứ nhưng mà đến nói về cái sự sụp đổ ở đây thì chúng ta phải thấy nó là một cái nghi binh là cái cực kỳ lớn nhìn vào nó thì người ta không thấy nó là một cái thành công lớn nhưng mà nhìn vào nơi khác ấy, thì chúng ta thấy nó lại là một cái thành công cực lớn Bây giờ Nga tung ra chiến dịch này kẹp khe giữa khắc cốp, chiến dịch khắc cốp Adipka và Kurs thì đúng thật là một cái một cái cú gọi là cực kỳ đau đúng không ạ? Và nếu trong thời bình thường Nga rất khó để có thể làm, nên cho nên tôi không thể nói hết được cái tầm quan trọng của cái chiến dịch Adipka này của Nga và cái chiến dịch khắc cốp của họ. Và cách chọn thời điểm ra hai chiến dịch này, còn lại thì cái việc đánh đấm thì chúng tất nhiên có trận thắng trận thua. Nhưng với chiến lược và những chiến thuật tiến công bao vây kẹp sườn rồi là chọc háng vân vân đúng không ạ? Ukraine không tài nào đỡ được. Và đây tôi nghĩ cũng chỉ là hai thôi và nó sẽ kéo theo rất nhiều là Uleda, Sivek. Uleda với lại Torek này ấy, đến khi mà nó sụp một phát ấy quý vị sẽ thấy là một cái cơn hoảng loạn nó diễn ra cực kỳ khủng khiếp trong lòng quân đội của Ukraine nhé. Người Ukraine bây giờ họ đang có một cái thói một cái cái cái, cái thói quen đấy là chưa mất thì họ chưa cảm thấy nó đau đớn đúng không ạ đấy phải đến khi nào nó mất một nửa hoặc nó gần mất hết thì cái cơn hoảng nó diễn ra còn bây giờ thì người ta vẫn nghe báo cáo Hồng là uh, bọn tôi vẫn đang uống vodka ở trong trung tâm thành phố Torek, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà thực ra người ta không báo cáo hết là kẻ địch chỉ còn cách chúng ta 1,5 km nữa thôi. Ngày hôm nay người ta đo lại hoặc người ta đo cái bước tiến nào đó của Nga ở đâu đấy, nó chỉ còn cách 1,5 km nữa thôi quý vị ạ. Mà chúng ta thấy là 1,5 km đối với Nga tiến trong những thời gian gần đây thì nó quá ít, đúng không ạ? Đấy, và thành này nó rất khó thoát rồi. Và tôi vẫn không thể tin nổi là thành này nó có thể dễ dàng như vậy. Nó quá dễ và nó quá nhanh. Và nó khó đúng không quý vị? Đấy, nó so với những thành này nó khó hơn rất nhiều ấy, chứ không phải đơn giản đâu. Và bây giờ chúng ta đến với vùng Adipka, một cái chiến sự bé tí tẹo teo mà đã hao binh tổn tướng Ukraine ngày nào cũng năm 600. Đúng không ạ? Thì cho thấy rằng là ở đây Ukraine đang tung ra những lực lượng tân binh để đối mặt với những lực lượng cựu binh của phía Nga rồi. À, đến thời điểm này những gì chúng ta đoán um, trước là vâng mình cứ nói như vậy thôi nhưng mà thực ra thì nó cũng là dĩ nhiên thôi à, nga đã kết nối mặt trận từ đây sang bên đây rồi như là như như lời đồn đúng không ạ Đấy, như vậy là và họ tiến tiếp vào khu vực phía nam còn cánh phía này thì tôi không nghe thấy thông tin gì thêm À, rồi là họ chiến Krasnaya, à, Ukraine thì vẫn chưa thừa nhận hoàn toàn, họ chỉ thừa nhận là mất một phần. Ê, Nhưng mà cứ coi là một phần thì chúng ta thấy rằng Nga đã có khả năng tung ra đòn tập kích vào Holypda từ hướng phía tây nam. Vậy là họ chỉ còn khai thông mỗi một cái hướng phía này nữa thôi, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng cũng không còn quá lâu nữa nếu Nga áp sát tiến theo được con rừng này, áp sát vào đây thì Ukraine cũng sẽ phải bỏ của chạy lấy người ở hướng này bây giờ thì trận đấu ác liệt đang diễn ra ở gọi là toàn bộ các cái tuyến phía nam phía đông nam và phía đông bắc của khu vực này còn phía này thì chắc là phía nga đang tiến hành dọn dẹp củng cố trận địa cũng để chuẩn bị tiến vào thôi và mục tiêu của họ quan trọng hơn nhiều đối với việc nga đã giam hãm thành như thế này thì chúng ta hiểu rằng là bản thân họ sẽ không cố chiếm ở đây mà họ người nga họ có một cái cách mà ukraine không nắm bắt được đó là họ luôn đi tìm lợi thế họ luôn đi tìm lợi thế để mà cuối cùng rồi cái đó nó cũng mất ví dụ tôi nói đơn giản tại sao họ đi tìm lợi thế là khi mà họ đánh vào đây bây giờ ấy, thì họ có thể chiếm được thành này với tổn thất nhưng mà họ đi tìm lợi thế ở đây đúng không ạ lợi thế ở cái ngã ba này thì sau khi mà họ chiếm được ngã ba này thì cái thành này tự nhiên nó mất và họ không có tổn thất đáng kể nhưng cái lợi thế này cho phép họ uy hiếp để mà tiến đánh những cái mục tiêu nó quan trọng hơn nữa Đấy, cho nên là cũng không nhất thiết là Nga sẽ cố sống cố chết để đánh cái làng này mà họ làm chủ được cái ngã ba này thôi, tam giác quỷ này thôi, đúng không ạ? Thì Ukraine cũng sẽ tự dâng hai thành cho phía Nga. Ý tôi nói thành Horipka và thành siêu thành Novo Horipka phía dưới đấy, đúng không ạ? Thì uh, như vậy chúng ta thấy trong 24 giờ qua Nga có một cái bước tiến rất quan trọng ở đây. Đấy, tôi cũng không nghĩ rằng Ukraine sẽ để mất cái hai cái thành này như vậy. Tuy nhiên thì bây giờ giao tranh đang diễn ra cái thành, uh, cái cao điểm còn lại ở đây có lẽ là ukraine sẽ phải thủ bằng được nó cũng khá là dễ thủ bởi vì nó sát với lại đường tàu rồi khu đô thị tiếp viện hậu cần và hoàn toàn trên cao điểm phía trên có dòng sông bờ hồ chắn giữ nga gần như chỉ có mỗi hướng tiếp cận phía dưới cũng bờ hồ dòng sông chắn giữ như vậy là nga muốn đánh thì họ phải chiếm hoàn toàn làng phía trên sau đó họ men theo bờ sông phía bắc để tập kích vào hướng bắc chứ còn đánh ở đây thì nó chỉ có mỗi một cái điểm này thôi đúng không ạ rất là bí rất là khó À, phía dưới thì cũng vậy, cũng phải men theo cánh rừng để tập kích từ hướng nam lên. Có nghĩa là Nga phải à, đánh lòng vòng ở cái thành này. Đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng họ buộc phải kiếm Krasnitsa trước. Chiếm được cái này rồi thì thôi, đúng không ạ? Không còn gì để nói nữa, cắt hết, gọi là cô lập hết toàn bộ các khu vực Novo Horipka xuống phía dưới. À, tuy nhiên ở đây thì Nga có một cái lợi thế rất là thuận lợi cho họ là với việc mà họ tiến tới khu vực này rồi thì chuyện như thế này có thể nói là gần như là không cần phải bàn, đúng không ạ? không cần phải bàn. Và đây có dòng sông thì cũng khá là thuận lợi cho Nga tiến ở khu vực phía dưới lòng sông. Đấy để chiếm toàn bộ cái khu vực bên phải của đường sắt này, nếu mà họ chiếm toàn bộ đường sắt này thì cũng có khả năng họ đánh vào đây cũng dễ hơn rất nhiều. Như vậy không có gì thay đổi thì tôi đoán rằng là Nga sẽ tập trung để mà chiếm toàn bộ cái tam giác bên phải đường tàu này. À, trong trường hợp mà họ không thể tạo ra những cái đột phá lớn để đánh chiếm luôn được cái uh, Novorodokha đúng không ạ thì họ sẽ phải tìm cái đường vòng đánh vào đây đấy, tiếp tục gây sức ép lớn ở các khu vực uh, mũi quan trọng vào trung tâm đánh ngược lên để chiếm khu vực này rồi tiến vào đây cắt khu vực này và thậm chí chiếm cao điểm này thế rồi Ukraine lúc bây giờ thì không cần phải đánh cũng sẽ tự phải giải tán khỏi cái siêu thành phố này của họ nhìn chung thì lúc nào áp sát vào một cái thành mà nó làm tơ hơ trên một diện tích dài rộng dài ấy nó đều nguy hiểm áp sát vào thành như thế này trên đường tàu mà nó dài như thế này thì toàn tuyến ukraine sẽ bị phía nga gọi là 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 là, là, là gọi là sờ mó, đúng không quý vị? Đấy, và thậm chí là áp sát vào rồi ấy, thì Nga có thể bung ra những đợt tấn công bất ngờ mà không cần phải giải quyết các cao điểm xung quanh nữa, đúng không ạ? Họ có thể chiếm toàn bộ các khu vực đường tàu úp sọt Ukraine, à, cho nên là cái trận chiến của thành này tôi nghĩ rằng một cách dễ dàng ấy, thì nó sẽ định đoạt ở các cái dãy rừng này, đấy, và từ đây Nga sẽ tiến vào đây như thế nào? Nếu họ tiến được thì thôi coi như là xong. Còn ở khu vực trung tâm thì hôm qua chúng ta thấy phía Nga đã quét thêm được một đoạn nữa ở đây này. Đấy, đây là cái trong đêm của họ. Còn buổi chiều hôm qua thì chúng ta thấy họ tiến đâu đó rất nhiều, đúng không ạ? Ở khu vực này, khu tốc qua khu vực trung tâm hành chính, chiếm các khu vực nhà ở phía này. Đấy. còn khu vực phía dưới thì không thay đổi gì, đúng không ạ? Chỉ đâu một hai dãy nhà, một con đường nào đó ở đây thôi. Tức là trong 24 giờ tới là những chỗ 24 giờ là những chỗ tôi khoanh tròn cho quý vị nhé. Trong đó có khu vực tòa nhà hành chính quan trọng nhất của Ukraine ở đây. Nếu thế trận này mà Ukraine để cho Nga tiến theo cái hiệu kiểu này thì chúng ta sẽ chứng kiến họ sẽ nở hoa, đúng không ạ, vào khắp nơi. À, vì là ở ngoài thành họ còn đột kích được qua khu vực cao tầng như thế này, thế còn vào đến đây như thế này thì chắc là Ukraine cũng không thể chặn được cái kiểu lối đánh rất quen thuộc của phía Nga là họ sẽ chọc tứ tung, đúng không ạ, các hướng nở hoa nhưng mà đây là dạng kiểu như là nở hoa dại chứ không phải là nở hoa hồng nữa. Vâng, còn à, như vậy là về mặt đô thị thì Nga mới chiếm được thành này khoảng độ 20% thôi. Nhưng mà nó lại là 20% quan trọng nhất, đúng không ạ? 20% có phần cao điểm nhiều nhất. Đấy, còn trên này thì vâng 20% thì hơi ít, à, gần, gần 30%. Tất nhiên là nếu mà Nga không tiến được cái đường tàu này từ hướng đông ấy thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở cái khu vực thắt nút cổ chai này. À, cũng rất nhiều đường tàu rừng rậm khó để vượt qua, đúng không ạ? Cho nên chắc là nga sẽ phải tiến phía đấy. Mặc dù họ đang tiến phía này cũng khá là nhanh rồi. Còn lại thì tôi cũng đã thấy là nga giao tranh ở cái khu vực marina ở đằng sau này. Đấy, điều đấy cho thấy rằng là không chỉ phía trên mà nga cũng đang cố gắng uh, tập kích vào cả marinka và phía bắc của cái khu vực mỏ đá cao. Có nghĩa là họ đang cố đánh dọc theo cái đường tàu này, đúng không ạ? Để mà chia cắt cái phòng thủ của hai thành phố lớn này với nhau đồng thời là từ cái điểm này thì họ có thể đánh tập kích vào các cái uh, trận địa bất ngờ sau sườn đằng sau lưng của cả hai nơi nhìn chung trận địa của Canada đây rất nguy kịch để cho kẻ địch uh, luồn sâu đánh xuyên táo và uh, lọt khe thế này thì có rõ ràng là cái phòng thủ của họ nó đang ở một cái mức độ rất là hỗn loạn đúng không ạ hỗn loạn có lẽ là họ trông cậy vào cái Selidove thôi chứ còn Horipka với lại Horipka chắc là toàn rồi còn ở hướng cánh phía Nam thì quý vị có thể nhìn xem là trong 12 giờ thì phía Nga đã tiến chiếm cái phần này. Đúng không? Một cái phần rất lớn. Đấy. À, đây phần này nó đến đây cơ. So với bản đồ chiều hôm qua thì phía Nga đã tiến như này. Rất gần rồi. Đúng không ạ? Thứ nhất là gần với Kalinova. Thứ hai là có thể nói là Nga đã có thể rất thuận lợi để tiến tới cái khu vực phía mép bờ sông giáp với lại Jasnoboripda ở hướng này. Và cũng rất gần với lại Kalipka ở hướng này. Đúng không ạ? Đấy, cho so thấy là cái trận địa đây cũng có thể nói là suy thoái quá nhanh đối với Ukraine. Còn thành này tôi cũng nói nhiều lần là ngày hôm qua thì phía nga tiếp tục tấn công mở rộng các trận địa của họ ở khu vực này. Có nhiều thông tin như vậy nhưng bản đồ này thì nó vẫn khá tĩnh. Và có lẽ cái quan trọng nhất ấy là nga không để Ukraine đánh bật ra khỏi khu vực này. Còn nếu mà họ còn tiếp tục dàn quân ở đây thì chắc chắn Ukraine sẽ bị phân tâm một nửa sức mạnh. Lúc bây giờ Nga tiến từ phía Bắc đến thì chắc chắn họ không đỡ được. Nhất là lúc bây giờ Kalinovka có thể đã thất thủ, đúng không ạ? Thì Nga có thể đã chiến tiến tới toàn bộ cái cung đường này thì coi như là Kalinovka cũng phải kéo quân về là cái chắc. Và hôm nay nhiều mũi tiến công của phía Nga quá quý vị ạ. Mỏi, mỏi hết cả mồm và vẫn chưa hết. À, vâng may mà chỗ này không có gì nevanske vẫn thế còn ở hướng phía tây nam thì nga đã chiếm nốt cái khu vực ở đây, đây chúng ta nhìn này. từ rất lâu rồi họ mới đánh vào góc này à, thì có thể cho thấy rằng họ có lẽ đúng không ạ đang à, chuẩn bị tái khởi động lại cái mũi tấn công về hướng phía tây Hướng phía trên này thì họ cũng tiến lên đâu đó nhưng mà chưa được xác định tọa độ và toàn toàn cái tuyến này bây giờ nó là cái nơi chắc chắn sẽ có rất nhiều những trận đánh lớn đúng không ạ? Nó liên quan tới cái vùng Selidove của phía Ukraine. Đây chúng ta nhìn thấy là hai mục tiêu tiếp theo Nga phải vượt qua, không có cách nào khác để đi đường vòng thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đâu đó cái vùng này sẽ làm cái tâm điểm giao tranh lớn trong thời gian tới bởi vì nếu đánh vào đây nga sẽ có thể nói là áp sát vào cả hai thành cùng lúc làm suy yếu toàn bộ trận địa cùng lúc đúng không ạ và tiến vào hậu phương rộng lớn đằng sau của ukraine khá thuận lợi nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của ukraine là họ sẽ gặp đối mặt với một hàng phòng thủ khá dày đặc chạy theo bờ sông cái này đây có lẽ là cái phòng tuyến khó nhai nhất cho phía nga trong những thời gian gần đây cũng chả còn cách nào khác Cureco rất khó rồi đúng không ạ đánh đến đây là nó vào đường cụt rồi cũng chỉ còn cách là đánh luồn lách thôi còn không thì phải chờ mặt trận phía nam mặt trận phía nam thì đang rất là chậm chạp cho nên là rõ ràng phía nga sẽ phải trông cậy vào cái khu vực này như vậy chúng ta có bước tiến ở đây còn giao tranh ở đây hôm nay tôi đang nghe thấy nó khá là xung tụ à, tuy nhiên chúng tôi không có được tọa độ cụ thể thế còn khu vực này thì chúng ta thấy phía nga đã chiếm được những gì à, đây là cái bước tiến của họ này Họ chiếm được đâu đấy trong ngày hôm qua là cái khu vực này kiểm soát cứng này, còn đây thì chắc Ukraine cũng rút ra rồi, đây cũng rút ra rồi, đúng không ạ? Một cái trận địa mà bé tí tiểu theo theo, nhưng Ukraine cũng đã cầm chân được phía Nga rất lâu ở cái góc này, bây giờ thì họ đã gần như họ làm chủ hoàn toàn tình hình. Vậy là những cái mũi tấn công từ hướng phía Bắc chuẩn bị được gọi là cởi xích, đúng không ạ? Tháo xích để tiến xuống phía mặt trận phía Bắc của Consilnivka còn ở khu vực này thì cũng có thêm những cái đợt tiến công của nga đâu đó gọi là nham nhở ở đây nó là một trận mũi răng cưa đấy và, và vì nó răng cưa nên chúng ta cũng không gọi là quá đi vào chi tiết có nghĩa là nga tiếp tục đánh chiếm đâu đấy ở những cái răng cưa rích rắc như thế này đấy. lúc nào cũng ác liệt ở khu vực này quý vị nhé giao tranh ở đây mặt trận răng cưa lúc nào cũng ác liệt và Ukraine có thể nói là phòng thủ ở hướng này rất tốt. Nhưng mà bây giờ Nga đã tiến khá gần rồi với cây con đường này rồi. Ngày nào họ cũng báo cáo là tiến về Vodiana vài trăm mét ấy, theo bản đồ của Ukraine thì cho thấy rằng là thực sự đang có những cái giao tranh lớn và cung đường nó rất dài. Cho nên là tôi đoán là Nga cũng phải mất đến tầm 2 tuần nữa thì mới có thể vượt tượt qua toàn bộ cái cung đường này. Và lúc bấy giờ thì con tin ra có thể nó đã mất khoảng 2 phần 3 rồi và trận địa ở đây ấy, thì uh, nếu nói đúng ra tại thời điểm này tôi thấy rằng là cách tiếp cận của nga cũng rất hợp lý uh, trừ khi là họ không làm được thì thôi cái đấy mình cũng không nói đúng không ạ uh, thế nhưng mà trận địa này của nga đã vây hãm một cái lực lượng quân của ukraine rất lớn rất tinh như vậy ở cái góc này đấy uh, tạo điều kiện rất tốt để cho họ có thể bung lụa ở cái hướng vùng Porok phía trên và vùng torek cho nên là việc nga đánh ở đây và tiến hành một cái cuộc chiến tranh tiêu hao vây hãm ở khu vực này như thế này nó cũng rất là hợp lý nhưng mà nó phải xuất phát từ một cái điểm là bản thân chỗ này nó rất khó đã chứ còn nếu mà họ chơi được sợ nhanh ấy, thì họ cũng chơi rồi đúng không ạ nhưng mà rõ ràng ở đây nó rất là khó cho nên là cái chiến thuật của nga là họ bào mòn và kéo dài chiến tuyến ở đây có thể nói là khá là phù hợp đúng không ạ rất là thích hợp tại cái thời điểm này Vâng, đó cũng là cái um, diễn biến cuối cùng quen thuộc những ngày gần đây của chúng ta ở khu vực Vuleda, đúng không ạ? Diễn biến đánh nhau thì nhiều nhưng mà nhìn thấy thì không bao nhiêu. Còn lại khu vực này hai bên vẫn ngươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Một lực lượng lớn hai bên đang rình dập nhau ở đây. Phía Nga đã bắt đầu sử dụng bom và tên lửa tấn công vào các cụm đóng quân ở Oripki, ở khu vực phía bắc của Kamiansk. Uh, và chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu về việc Ukraine xuất quân. Bây giờ thì là những ngày cuối cùng của chiến trường họ rồi. Nếu hai bên làm gì đấy thì có lẽ đã làm rồi và chúng tôi không chưa được biết đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chờ đến chiều xem. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Chủ nhật và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.